Vừa qua tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam đã tổ chức hội nghị dịch vụ dầu khí năm 2023 nhằm tập trung trao đổi, thảo luận cùng đưa ra các giải pháp thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ trong tập đoàn. Lĩnh vực dịch vụ là một trong năm lĩnh vực chính của tập đoàn, có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của tập đoàn. Thời gian qua, lĩnh vực dịch vụ tuy đã đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn còn một số nhóm vấn đề cần tháo gỡ như chưa có kế hoạch tổng thể, sự tập trung, nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết, chia sẻ, phối hợp trong các lĩnh vực dịch vụ còn hạn chế. Theo báo cáo tại hội nghị, chỉ tính riêng trong năm 2022, doanh thu lĩnh vực dịch vụ của tập đoàn đạt gần 200.000 tỷ đồng, vượt 78% kế hoạch năm, chiếm 34% tỷ trọng doanh thu hợp nhất của tập đoàn và tăng 39% so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động dịch vụ dầu khí đã có những bước chuyển mình và ngày càng khẳng định được vai trò trong chuỗi giá trị của Petro Việt Nam. Petro Việt Nam đang hướng tới trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng để tương xứng với tầm vóc và quy mô của tập đoàn. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ dầu khí cần trở thành lĩnh vực dịch vụ năng lượng và công nghiệp. Để làm được điều đó, đòi hỏi Petro Việt Nam cần điều chỉnh, tạo ra các mô hình kinh doanh để sử dụng tài sản đầu tư một cách hiệu quả hơn và tăng tính kết nối giữa các nguồn lực tại các đơn vị. Trong đó, mục tiêu chính cần tiếp tục giữ vững thị phần các dịch vụ dầu khí truyền thống, đảm bảo hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lượng dịch vụ dầu khí.